FC nói gì về U23 Việt Nam và giải U23 Đông Nam Á? Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đã đưa ra những đánh giá về các bảng đấu cũng như từng đội bóng ở giải U23 Đông Nam Á 2023, trong đó có U23 Việt Nam. AFC nhận định giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ là sân chơi để các đội có thể cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho các đấu trường lớn hơn tầm châu lục. Đây là lần thứ tư giải U23 Đông Nam Á được tổ chức. Ở sân chơi này, các đội bóng không chỉ theo đuổi vinh quang khu vực mà còn xem giải đấu như một nơi để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 sắp diễn ra, trang chủ AFC viết. Về bảng C của giải U23 Đông Nam Á 2023, AFC đưa ra đánh giá, bảng C có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam, cùng với Philippines và Lào. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã quyết định cử một đội gồm hầu hết các cầu thủ dưới 20 tuổi. Chính vì vậy, đây có thể là một bảng đấu mở, trở nên rất khó đoán. Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đã đưa ra những đánh giá về các bảng đấu cũng như từng đội bóng ở giải U23 Đông Nam Á 2023, trong đó có U23 Việt Nam. AFC nhận định giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ là sân chơi để các đội có thể cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho các đấu trường lớn hơn tầm châu lục. Đây là lần thứ tư giải U23 Đông Nam Á được tổ chức. Ở sân chơi này, các đội bóng không chỉ theo đuổi vinh quang khu vực mà còn xem giải đấu như một nơi để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 sắp diễn ra, trang chủ AFC viết. Về bảng C của giải U23 Đông Nam Á 2023, AFC đưa ra đánh giá, bảng C có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam, cùng với Philippines và Lào. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã quyết định cử một đội gồm hầu hết các cầu thủ dưới 20 tuổi. Chính vì vậy, đây có thể là một bảng đấu mở, trở nên rất khó đoán. Tại bảng B, AFC nhận định chiếc vé vào bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Timor-Leste sẽ cố gắng tạo ra một bất ngờ ở bảng đấu. U23 Indonesia, nhà vô địch năm 2019 được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong. Ông Shin đã giữ lại 10 cầu thủ trong đội hình giành huy chương vàng SEA Games 2023, nhưng không thể triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, AFC cho biết. Ở ngày đầu khởi tranh giải U23 Đông Nam Á 2023 ngày 17 tháng 8, chủ nhà U23 Thái Lan thắng U23 Myanmar 3-0 và U23 Campuchia thắng U23 Brunei 5-0, đã có trận đấu ra quân với chiến thắng ấn tượng. Bảng B sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 18 tháng 8. Đến ngày 20 tháng 8, U23 Việt Nam mới ra quân gặp U23 Lào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.